Ô mày lười nhòa, đưa tên để thôi. Ô mày quậy nữa. Các mày có bố có mày ăn đạc. Ui thì mán đã. Rồi, mùi thì mán rồi, xin mời bắt đầu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Chà. Cảm ơn anh chị khác mường quỳ thăm bùa mệt long mương mang hay nung giò in ơi cây in các chị khác mương quyền là thăm bùa mình răng thương mang hay nung giò in chị ơi hôm mà nay nhân an lời mời cho riêng mời đã việc đỡ rồi quê là đi đại chị ơi cảm ơn anh chị chớ đã nhớ thăm cho bố mệt lòng nhà mang ưa nương giò anh hơi chị ơi giọng khó khăn y vượt là chị ơi quê là trong cây đất cây mương thăm quê cương hải chi hôm mà nay quê là đền rộng hơ nhà cỏ vai cầu hát đờ la qua giao lưu thôi mày chị ơi cảm ơn anh chị đều quê cỏ lời hát na đùm chớ ma măng chớ nương giò chi ơi ngày xưa bố mẹ rằng thương này cùng hát dông thiêng mương cho bụi ra giờ chị ơi các anh các chị là đi nhớ mười học hoài mày đều chờ chị cương là chi hay ùn à ni kem thiền rẹt na lời cò chi thiểu xót na đứng cười mà thường cơ ngày chị ơi chắc bố mình mệt lắm nha mà chưa in nhớ chỉ quê là lo đi ra chi ơi đi ngà ni đã chúc đã trao chúc cho bố mẹ giạt giáo niềm vui rơi nên chị ơi chị mong bố mẹ hết lòng ở nhà ùn em ùn mà
mang la qua giao lưu ra bầy chị ơi. Cảm ơn anh chị ở xa quê nhà, chúc lời chúc tiếng cha cảm ơn ra chị ơi. Nằm mà cũ nó đã khắp quá rơi chuyện sang năm mới cho đời thêm tươi ra giờ chị ơi. Chị đã quên đợt quên mương chuộc cho bố mẹ lòng nhà cảm ơn rơi ai chị ơi. Xin chúc cho bố lùng mẹ lang là ăn dầu có bạc quang mà đỡ yêu ra chị ơi. Cảm ơn chị chúc bố lùng mẹ lang ơn thiêng chúc lời chào cao hơn ra dò chi hơi. Sáng xuân năm mới đỗ kha mình mới đi dồn la qua hỏi thăm ra dò chi hơi. Cảm ơn cái chị chúc chào thiền cao thiền ở tổ chi ma mang chờ ra chi ơi. Sáng xuân năm mới đến rơi mới hết anh chị nhà mình đi giao lưu cơn ngày chị ơi. Đến chơi mà thăm xóm thăm mương thăm quê thăm quan đất mương quê em cơn ngày chị ơi. Chị chúc chị đã cháu rơi đường chúc lại lời chào chị cao cơ ngày chị ơi. Mưa ùn tí đất rộc mưa nghèo đang đi khá lại còn nhiều đeo nhiều luồng ra bầy chị ơi. Hồi thăm chị ở mương nó bổ cho đồn ở đền thơ mơ đi theo cương là chị ơi. Chị hỏi ùn bồ lại ở liên nó mà chị lại mang phiên cho thân giờ chị ơi. Ùn ni y mòn hòa bình lạc sơn cùng là huyền quê mình ở mương cầu ra bầy chị ơi. Thế là chúng huyền được khác làng hôm nay mới đến cái làng nơi đi chờ chị ơi. Hôm nay ôn mới đến lần đầu nhưng mà chắc bữa đi mình bạc câu giao lưu ra giờ chị ơi. Lần đầu tâm
đất thăm mương khó khăn ý vượt đơ ma giao điều ra dò chi ơi đất đi nhà có nghĩa có tiếng ngã có yên có mang nhà mình mang ưa là chị ơi khó khăn ý vượt chị ơi được bắt nhịp chẳng đường đều đi dò chị ơi tần bị xuất hoa xa chi đưa mình bác lại cầu ký cho khánh giờ chị ơi ngày nó chỉ đi chợ quê hàng thì hỏi thăm kha thăm đang mà đến trời cơ ngày chị ơi họ phải đi chợ quê hàng chị nhà thức chưa ngày tôi đang hoang quê thăm ra chị ơi thế thì ngày nó thôi càng lên thì chị đi đến nhà mình mà đi chơi ra chị ơi thế là năm của khắp qua bước sang năm mới ủn mà đi thăm ra dò chi ơi ủn sang khả an đang được mà đòn chi đến làng đi chơi ra nền chi ơi ủn y phải anh chị ta đang đón em ra dò chị ơi chẳng lo chị khả chị đang ủn đi chuẩn bị sẵn sàng đi đón em là chị ơi Ha 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 ha!